Chào mừng các bạn đến với kênh Cuốn Phi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, hôm nay anh lại ở nhà với cả mấy bạn nhỏ này. Buổi sáng này anh phải cho các bạn nhỏ ăn uống xong nhá. Bây giờ thì phải đưa các bạn đi học. Rồi các bạn ơi, cùng theo chân các bạn đi đến trường nhá. Đầu tiên là sẽ đưa bạn Cosi đến trường trước đúng không? Hả? Sao? Để hai chị đưa con đến trường, đưa lên trường đúng không? Xong đến rồi quay lại đi về kia nữa đúng không? Ô con ơi, con vào tắt điện đi cả. Thôi đưa con đến trường trước, xong hai chị đưa con lên lớp. Đấy, sau đó thì bố sẽ đưa hai chị xuống về. Nó mới chỗ đường. Cùng đường mà. Không phải bố muộn. Hiểu không? Thế thôi đi. Bây giờ thì bạn Gosi sẽ đưa hai chị đến trường trước. Sau đó thì sẽ quay lại trường bạn Gosi nhá. Đi thôi, nhanh lên xe. Ô, hai anh ấy bấm khóa cửa à? Định để chỗ vãn hết trộm nhà mình à? Rồi, nhớ nhá. Đúng rồi các bạn ơi, bây giờ ở trên Hà Nội, ở trên Hà Nội đây có một cái người mà bây giờ mặt đen xì, xong là quần áo cũng đen xì, nhưng mà bây giờ họ đã đi tản nạn rồi đấy. Họ đi ấy, họ tay thì cầm đầu gà này, mấy cả cầm một cái nọ thuốc gì với một cái đĩa để xin tiền đấy, nếu mà họ thấy trẻ con họ bắt cóc đấy. Cho nên các bạn nhỏ nhớ tránh xa cái người đấy ra nhá. Đấy, các bạn đã nhìn thấy mặt cái người đấy chưa? Xem ảnh rồi. Xem ảnh rồi. Thế á? Đấy, cái người đấy bôi lấy nhọ xong ngay lấy cái gì bôi mặt đen xì, xong vào trong mồm còn ngậm cái gì đấy, xong để cho cái mồm nó tèo ra, chú kinh cực kỳ luôn, mắt trợn lên nữa. Sợ lắm. Thôi đi thôi. Các bạn nhớ là gặp những người đấy phải tránh xa ra nhau, để bắt cóc mang chú cút bán đấy nhá. Nhớ chưa? Còn nhớ chưa? Nhớ chưa? Hải Ninh nhớ chưa? Hay là gặp ông đấy đi theo luôn. À, tay ông đấy còn cầm một cái xúc xích nữa để dự trẻ con đấy. Hiểu không? Đi. Ôi các bạn ơi, chuẩn bị xong đâu đấy rồi nhưng mỗi tội là quên mất cái chìa khóa xe máy. Nhanh lên, mọi người chạy vào, chui vào đi con, lấy chìa khóa nhanh lên. Ôi, nhanh lên, đánh ngã đành sớm đành muộn. Con chui vào đi. Các bạn ơi, cô Si sẽ chịu trách nhiệm là vào lấy chìa khóa. Nhanh lên con, chui luôn, đấy đúng rồi. Dừng luôn, Hải Ninh dừng luôn. Trời ơi, bạn Hải Ninh. Hải Ninh ra đây, ra đây, ra đây. Con mang nặng quá, cặp mang gì kiểu khoảng mấy chục cân thế kia à. Chui ra, chui nha, chui ra. Chạy ra nhanh nhanh các, nó sập gỗ. Rồi các bạn ơi, như này. Bạn bờ si của chúng ta này, ôi dồi ôi, không chịu soạn sách vở đây. Cặp này, rách này. Cặp rách, cái rách cả ở dưới rồi. Rồi, nhanh lên đến. Chắc là tối nay về sẽ phải đi mua cho bạn bờ si cái cặp mới rồi. Đi thôi, lên. Đi lên xe, lên xe, lên xe. Ừ, lên đây, lên xe, đi xe, nhanh nhanh. Bạn ơi, vậy là đã đến lớp đến trường rồi. Bây giờ chị và Lucy và bạn Gosi đưa Hải An vào lớp đã nhá. Đi con ơi, xuống đi. Đi. Nào bây giờ chúng mình sẽ vào lớp của bạn Sàn Thi xem như thế nào nhá. Có rất là nhiều bạn đang Hải An đang Hải Ninh đâu rồi? Ôi giời. Đây. Đây là bạn của Hải An phải không? Đây phải là bạn Hải An không? Đấy các bạn ơi, ở đây có một cái bàn để mũ bảo hiểm này. Sau đó thì bạn An sẽ đi vào trong lớp và để cặp sách vào nhá. Đấy, xem chỗ bạn Sanxi của ta ngồi chỗ nào. Ngồi đâu, con ngồi chỗ nào? Ơ, mới chuyển chỗ á? Ơ, sao ghế này cứ chồng lên trên trời kìa. Hả? Úp ghế, hôm nào phải úp ghế à? Hôm nay An đi học sớm nhất lớp luôn, chẳng có ai có được. Đây có hai bạn này, với bạn kia là 3, với bạn kia là 4. Hải An là đi thứ 5 luôn. Thế à? An ra là chơi bạn đấy, thôi đi về đây. An ơi chào. Bye bye nhá. Rồi đi đâu rồi? Mình là bây giờ đến lớp của chị Bờ Đức Si nhá. Rồi bây giờ thì sẽ đưa chị Bờ Đức Si lên lớp nhá. Có phải đưa đây đâu đây? À có à, rồi mình đi theo chị Bờ Đức Si để lên lớp. Chị Bờ Đức Si như nào nhá? Con Si biết lớp của chị Bờ Đức Si chưa? Biết thừa rồi á? Con Si hôm nay đưa chị đi học vui thế. Nhảy nò cò nữa các bạn ạ. Ôi Hải Ninh ơi, nhảy dây kìa. Có biết nhảy dây không? Con trai biết nhảy dây giỏi đấy. Đấy bây giờ thì anh đang đi sang bên lớp của bạn Brazil.
xem bạn Rossi đến lớp có phải là người sớm nhất lớp hay không nhá. Nhanh. Bạn Rossi tầng mấy đấy? Con lớp tầng mấy? À tầng 2 thì đến đây rồi. Đây các bạn ơi, cứ xem. Đấy, lớp của bạn Rossi cũng có một cái bàn này để mũ bảo hiểm các bạn này. Có mấy bình nước nhưng mà không còn nước luôn. Có cả dây để nhảy dây đúng không? Ôi rồi. Đấy, đến đây đã gặp bạn rồi. Úi dồi, đông người đấy. Đông gì vậy? Ok. Úi dồi ơi. Các bạn ơi, các bạn thấy lớp của bạn Hải Linh, các bạn thấy yêu nhau chưa? Đây và xem lớp nha. Ê ơi, hôm nay cũng đến sớm, chưa có ai mấy. Chắc hôm nay lần đầu tiên Hải Linh đi sớm này đấy. Bạn kia còn nhảy nò cò từ cuối trời. Thôi, đấy, chỗ là chỗ của bạn Hải Linh ngồi trên này. Từ lúc bạn Hải Linh đến là rất là nhiều bạn ra đón bạn Hải Linh luôn đấy các bạn ạ. Đấy, úi dồi. Rồi bây giờ bạn bắn xì chúng ta đến lớp rồi nhé. Bây giờ thì bạn ấy sẽ đi chơi cùng với các bạn. Ôi, đi ra đi vào rồng rồng rắn rắn này. Dạ. Thôi bây giờ anh sẽ đưa bạn Ngô Si đến trường nhé. Đấy, các bạn ấy chơi rất là vui. Ôi rồi các bạn ngã nó quay rồi. Thôi kéo kéo. Rồi chạy. Rồi các bạn ơi, bạn Bò Si đến trường rất là vui. Đấy, bạn ấy đến xong là có rất là nhiều bạn đến ra đón bạn ấy và cùng vui chơi. Bây giờ thì anh sẽ đưa bạn Bò Si đi đến lớp của mình nhá. Đi thôi con ơi. Quá ơi. Các bạn ơi, ở đây này, bạn nhìn buổi sáng đấy, có hoạt động nhảy dây. Mà bạn trai, bạn gái cút thì bạn trai nhảy dây. Qua tránh ra không mọi người có. Đấy, nhảy giỏi nhá. Không, mấy bạn này nhảy giỏi đấy. Đây, em bé tí bên kia nhảy được kìa. Đấy, ôi còn vào rồi cái ô hay chưa qua ba nhảy coi ba nhảy cái nè thôi hỏng người qua đã thôi. Rồi bạn con Si đã đưa được các chị đến lớp rồi. Bây giờ bạn con Si rất là vui vẻ và bây giờ sẽ ra xe để chúng ta cùng đi đến lớp của bạn con Si nhá. Đi thôi.